Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên và trao thưởng cho Công an Đà Nẵng vì đã có thành tích khám phá thành công chuyên án DDNB8, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch rất lớn. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút tối qua ngày 23 tháng 9, lực lượng Công an Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đồng loạt tấn công đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng Đà Nẵng và Gia Lai. Tại Đà Nẵng, hơn 100 cảnh sát đã bất ngờ ập vào căn nhà ở số 32 đường Ngô Trí Hòa, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, cùng 17 đối tượng khác về tội tổ chức đánh bạc, thu giữ tại chỗ 1,2 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 5 mô tô, 3 kiếm, 2 khẩu súng quân dụng, nhiều đạn và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến đường dây cờ bạc qua mạng với quy mô lớn. Bước đầu, Huỳnh Ngọc Anh khai nhận đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bóng88.com, bóng88.net, booking88.net, smartbooking88.net để mở tài khoản tổng các cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài. Anh tiếp tục phân phối và quản lý các đại lý cấp dưới. Các con bạc phải liên hệ với các đại lý để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ được quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô nhất từ trước đến nay được triệt phá tại Đà Nẵng. Đáng lưu ý, đường dây của anh còn có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu xã hội đen gây hệ lụy cho nhiều gia đình. Đây là một chuyên án đã âm thầm triển khai 3 tháng do Bộ Công an cùng với lại thành phố Đà Nẵng của chúng ta và Công an Gia Lai, mà trong đó là Đà Nẵng mình là cái địa bàn chủ lực. Chúng ta đã triển khai thành công, phá án thành công bước đầu. Vì sao mà chúng ta thấy nức lòng, mà đặc biệt là bản thân tôi với tư cách là chủ tịch thành phố, tôi rất là vui mừng ra đi. Bởi vì tôi cũng thường nghe rồi chứng kiến, và thậm chí rồi cũng phải giải quyết nữa, về những cái sự việc đau lòng liên quan đến cái việc mà đánh bạc rồi cá độ, từ cái việc thua tiền này, rồi dẫn đến tội phạm này, dẫn đến trộm cướp này, đâm chém này, rồi bảo kê này, rồi đi đòi nợ thuê, đánh bạc mà không có tiền trả nợ, đi mượn tiền người ta rồi cũng phải đi đòi thuê thôi, rồi đâm thuê chiếm mướn này, rồi đặc biệt là cảnh mà tan cửa đất nhà đó. Thì cái ý nghĩa của cái vụ này nó rất là lớn đối với lại cái an ninh trật tự và cái an toàn xã hội đối với thành phố Đà Nẵng. Con số 3.000 tỷ này mà nếu chúng ta mà tính toán theo cái kiểu mà dây chuyền á, nó quét qua một cái dây chuyền, qua một cái hệ lụy như chúng ta nói, đánh bạc này, thua này, đi mượn tiền này, rồi đi trộm cướp này, rồi đi cho vay nặng lãi này, vân vân, thì biết bao nhiêu là những người tham gia và những người có liên quan hệ lụy đến những cái câu chuyện này. Trong thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn lực lượng Công an thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, vận động người dân cung cấp thông tin về các đối tượng đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, phối hợp tốt với Bộ Công an triệt phá nhiều chuyên án để thành phố Đà Nẵng yên bình, đáng sống. Tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi và cũng quyết định là sẽ trực tiếp sang đây để gặp và động viên các đồng chí trong cái ban chỉ đạo. Có cả Bộ Công an và lẫn thành phố chúng ta thành viên là phó ban, còn các đồng chí là những người trực tiếp tham gia. Mấy ngày vừa rồi thì mới tung cả hàng trăm lực lượng vào để mà mai phục áp sát, để đến giờ rê thì sẵn sàng hành động để cho nó không kịp xảy ra cái việc lộ lọt thông tin và nó vỡ đi cái quyết tâm của chúng ta. Và tôi cũng đề nghị ủy viên là thôi tôi sẽ qua đây và trực tiếp động viên khen thưởng các đồng chí. Thì cũng có mấy cái lời như vậy. Rất mong là trong cái thời gian tới thì dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, ban giám đốc,
chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc cái chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố trên cái mặt trận an ninh chính trị và cái trật tự an toàn xã hội. Chúng ta tiếp tục quan tâm và đầu tư hơn nữa cái năng lực, lực lượng để mà tiếp tục là chúng ta đấu tranh chống lại những cái loại tội phạm này. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên và trao thưởng 60 triệu đồng cho Công an Đà Nẵng vì đã có thành tích khám phá thành công chuyên án DDNB8, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch rất lớn trên 3.000 tỷ đồng.